Chào quý ông bà cô bác, hôm nay đến dự lễ tang của bà Đàm Thị Kiều Phương. Bà đã từ trần vào lúc 12 giờ 25 phút ngày 1 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn. Bà hưởng dương được 56 tuổi. Tuổi của bà là tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Quê quán của bà ở ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, huyện Mò Cày, Nam, tỉnh Bến Tre. Lễ an táng của bà vào lúc 11 giờ ngày 13 tháng 3 tại đất nhà. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
Yeah.
Con cháu xá hai xá, lại hai lại, xá hai xá. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ya ya ka ke ka ta le pa na Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.